kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Hai Tool Max 5C, chiếc headphone mới nhất đến từ Ugreen. Chiếc tai nghe này thì mình săn trong đợt sale mùng 8 tháng 8, nhận đến nay là đã được hơn một tuần rồi. Nhưng mà hôm nay thì mới có thời gian để đập hộp test thử xem nó như nào. Mình thì cũng đang khá là băn khoăn, tại vì chỗ mình thì thời tiết vẫn đang rất là nóng. Headphone ấy, mình cất vào kho phải tầm 7-8 tháng nay rồi. Và không hiểu sao có rất nhiều anh em hỏi về headphone ở thời điểm hiện tại. Chỗ mình đang nóng này, trong anh em trong miền Nam thì vẫn đang nóng mà không hiểu sao mọi người vẫn rất là quan tâm đến headphone. Mình vẫn nhớ là cái đợt mình mua con hai Tool Max 5 ấy, lúc đấy mình đu đỉnh là 900 mấy các bạn. Nhưng mà sau này thì nó sale xuống còn hơn 700. Thì vừa mua con đấy xong thì thứ nhất là nó quảng cáo có app nhưng mà không tài nào tải được app. Đấy, không tài nào tải được app. Thế xong chuyển sang đợt nóng, thế là mình cất nó vào kho đến bây giờ luôn. Nó vẫn đang trong kho của mình. Chưa lên video đập hộp hay là review, mình mới mở ra để kiếm app để tải nhưng chưa tải được app. Đấy, thì bây giờ nó ra con Max 5C. Con này thì trong những đợt sale gần đây mình quan sát thấy là anh em thường xuyên săn sale trên live stream hoặc là áp mã video các kiểu thì sẽ mua được nó với mức giá chỉ loanh quanh 500.000 thôi, hơn 500.000 một chút, và quảng cáo với một nùi công nghệ luôn các bạn. Có chống ồn chủ động này, có cả đây gọi là spatial sound, gọi là âm thanh kiểu không gian, giả lập không gian đúng không? Thời lượng pin trâu này, sạc nhanh này, có cả một lùi tem vàng ở đây các bạn. Có Hi-Res Audio này, Hi-Res Audio Wireless này, có cả LDAC này, đó. Chắc là nó nhiều công nghệ như vậy với cả mức giá nó khá mềm hay sao, nên là cũng đang có rất là nhiều người quan tâm. Mặc dù đang là mùa hè các bạn, gần đây mình còn chuyển sang sử dụng Open Ear quen rồi các bạn, nên là hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ sử dụng headphone ở cái thời điểm hiện tại. Mặc dù tất cả các headphone mình đang cất, kể cả một chiếc mà nó khá là đắt và mình cũng khá là thường xuyên sử dụng, như là Momentum Wireless 4 ấy, mình cũng có, nhưng mà mình đã phải cất nó vào kho 8 tháng nay rồi. Vừa hôm trước là lôi ra sạc pin các bạn, cả để lâu quá nó hỏng. Với cả để lâu không dùng ấy, mình thấy là các cái headphone mà để lâu quá không dùng ấy, là nó hay bị cái hiện tượng bị vữa với cả bong chóc ra các bạn. Đấy, cứ dùng thường xuyên nó lại bền cơ. Mặt sau này các bạn sẽ có thông tin của sản phẩm này. Model của nó là HP203 này, Bluetooth 5.4 các bạn nha. Đấy, có cả output power các kiểu này, khoảng cách kết nối này, codec hỗ trợ khá là đầy đủ này, AAC, SBC và cả LDAC các bạn nhé. Pin của nó là pin 600mAh, lithium ion polymer các bạn. Đó. Ok, thời gian sạc, thời gian sử dụng khi bật tắt ANC này. Đó. Tính ra cái con headphone này mình biết được nó ra mắt vào chắc là phải cỡ 3 tháng nay rồi các bạn. Mình quan sát thấy nó trên shop và mọi người mua nó rất là nhiều rồi, nhưng mà mình không nghĩ là đang giữa mùa hè mà anh em lại có sự quan tâm nhiều như vậy đến một cái headphone. Đấy. Nhưng mà mấy đợt sale gần đây thì giá của nó tốt thật. Săn sale live, xem live à, với cả xe sử dụng Shopee Video là giá của nó khá là mềm. Giá này thì nó sẽ là trực tiếp cạnh tranh với cả một vài cái sản phẩm như là con Edifier VKH700 của Edifier này. Tiếp đến là con Anker Q20i, thì hai con headphone đó mình cũng có ở đây. Để lát mình sẽ lấy ra để anh em cùng so sánh về mặt thiết kế độ hoàn thiện. Đấy. Sau đấy thì mình cũng sẽ phải nghe lại một lượt cái bọn đấy, cũng như là nghe con này, để xem là chất âm của nó sẽ khác biệt nhau như nào. Tại vì cất vào kho lâu quá rồi, không thể nhớ được. Đấy. Và có cứ so sánh AB test này 1:1 là dễ nhất. Chứ nhớ đôi khi nó lại thiên về mặt ấn tượng quá. Đóng hộp rất là chỉn chu nhá. Nhưng mà tầm giá rẻ này thì chắc là nó không có túi này và không có hộp đựng. Đây là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đó. Nhiều anh em trêu bảo là con gì nhỉ? Edifier giá rẻ thì nhìn như là Sennheiser, thiết kế như Sennheiser. Thế còn Ugreen giá rẻ thì thiết kế như Sony các bạn. Nhìn giống không? Nhìn khá là giống Sony mà. Nhìn này, khá là giống con XM5 các bạn. Hao hao kiểu đấy. Mình không nói là giống hoàn toàn, nhưng mà kiểu thiết kế của nó kiểu như vậy. Điểm đầu tiên chúng ta sẽ thấy ở đây là khu vực headband này. Extend của nó sẽ có một cái thanh thép đi từ bên này sang bên này. Đó. Như vậy là nó sẽ hơn con 820NB à? Nhưng mà 820NB thì hoặc là NB Plus thì hiện tại đang ở phân khúc cao hơn con này.
giá gốc cũng cũng xem nhau, tranh nhau một ít thôi, không quá nhiều các bạn. À, còn VKH700 thì chúng ta cũng có extend bằng kim loại này. Ốc ếch của chúng ta này có thể gập lại được này, có thể xoay, có thể gập này. Chỗ này là bằng gì? Chỗ này có phải bằng kim loại không? Ô, kim loại hay nhựa đây? Lấy gì xem nào? Ừ? Mình sẽ cạy một tí ở cái chỗ mà nó khó nhìn các bạn, khó lộ khuyết điểm. Wow, hai cái cục vàng vàng này là kim loại các bạn nha, khả năng là nhôm hay gì đó. Hai cục vàng vàng này bằng kim loại này. Tưởng mãi bằng nhựa nhưng bằng kim loại nha. Kim loại này. Thì mình có cậy một tí ở đây ra thì nó bằng kim loại thật. Ok đây chứ nhỉ. Đây kim loại các bạn nha. Đó. Một chút xíu ở đây thôi. Chắc là nhôm. Tiếp theo thì cái earpad của chúng ta khá là dày này các bạn này. Khá dày và mọng đấy chứ. Cũng mềm. Các bạn nhìn cái tốc độ bật ra của nó nhé. Những cái headphone giá rẻ nó sẽ bằng một cái lớp mút. Cái lớp mút, nhưng mà cái mút đấy nó khá là rỗng và xốp ấy. Thì khi mà bóp này nó lập tức bật ra. Nó lập tức bật siêu nhanh ra các bạn. Với còn cái này thì khả năng là cái loại mút nó sẽ đặc hơn. Đấy. Mình không có cái pad cho. Để trước mình mua cái pad giờ cho 820NB. Thì các bạn có thể xem lại cái video mình thay pad cho Edifier. Thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái loại mút. Đó. Xem nào. Wow, chỗ này là chắc là khu vực thoát khí thôi. Hoặc là một cái mic phụ gì đấy. Nhưng mà khả năng đây mới là mic này. Chúng ta có nút nhấn này. Rồi, nút nhấn hoàn thiện ngon đấy chứ. Các bạn nhìn này. Đẹp này, dễ nhấn này. Cái nút nguồn này thì sẽ hơi lung lay một chút các bạn. Nhưng mà tổng thể ngon nha. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Dễ thao tác. Phản hồi rất là tốt. Khu vực này thì sẽ có lưới chắn bụi bằng kim loại này. Hoàn thiện bên ngoài rất là mịn màng. Nói chung brand nó cũng uy tín nữa đi. Bảo sao mà cũng nhiều người quan tâm. Đến bây giờ thì mình vẫn đang mùa hè, mình vẫn đang rất hạnh phúc với cả open ear các bạn. Đó, bật lên thì lập tức vào pairing này. Các bạn có thể thấy này, bên này cái khu vực chứa nút này nó sẽ có một cái đường, đó, đường vát vát kiểu này, nhìn rất là đẹp. Cổng tai C và đèn báo sạc này. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào tải app các bạn. Hello anh em, mình đã quay trở lại sau khoảng 3 tuần kể từ ngày đập hộp chiếc Urin 2 Tool Max 5C. Mình vẫn nhớ là mình săn sale nó vào đợt sale đầu tháng 8, đập hộp nó thì vào giữa tháng 8 và đến bây giờ là đầu tháng 9 rồi. Tiện đây thì mình cũng có hai chiếc headphone cùng tầm giá, đó là Edifier VKH700NB. Con này gần đây nó khá là flop tại vì cái shop mall Edifier Direct ở bên Lazada kiểu nó ngừng hoạt động rồi. Bên Shopee thì giá khá là cao nên là anh em không còn săn được nó với mức giá tốt nữa. Con này thì nó cũng có thêm một cái hạn chế, đó là nó chỉ có mốt kết nối Bluetooth thôi. Kết nối được hai thiết bị nhưng mà chỉ có Bluetooth đó. À, bên cạnh đây thì mình có Anker Soundcore Q20i, là một chiếc headphone cũng tầm giá khoảng độ loanh quanh 500-600 nghìn, mà trong khoảng chắc là sắp xỉ một năm vừa qua, được anh em rất là tín nhiệm đó. Hy vọng là video của mình sẽ có một chút thông tin gì đấy có ích đến cho anh em nào đang tìm headphone ở tầm giá này. Đặc biệt là anh em nào đang quan tâm ba chiếc headphone này với nhau. Tiếp theo mời anh em cùng chia sẻ trải nghiệm về âm thanh. Để bắt đầu phần này mình xin phép thông tin ngoài lề một chút nhưng mình nghĩ nó khá là cần thiết. Trong đợt sale giữa tháng 8 và cuối tháng 8 mình có post một vài bài post liên quan đến Max 5C lên group. Nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em. Tại vì đợt đấy nó sale cũng sâu đi. Mình thấy anh em thường xuyên bắt đáy được nó với mức giá dưới 500 nghìn. Thậm chí còn sâu hơn nữa trên một số sàn như là TikTok Shop này, Shopee Mall, Lazada Mall của Urin này. Và nổi cộm lên thì có một bạn hỏi mình, bạn ấy đang sử dụng một chiếc In-ear True Wireless. Mình không nhớ cụ thể cái mã của chiếc tai nghe in-ear đấy là gì, nhưng mà giá của nó rơi vào khoảng gần 1 triệu rưỡi các bạn. Hơn 1 triệu, gần 1 triệu rưỡi. Bạn ấy hỏi mình là có nên mua chiếc Max 5C hay không. Hôm nay nó sale rất rẻ luôn. Thì mình cũng khá là bất ngờ trước câu hỏi của bạn ấy. Không hiểu tại sao bạn ấy lại có cái ý định như vậy ấy.
thì bạn ấy có trả lời mình là bạn ấy nghe nói là headphone sẽ nghe hay hơn tai nghe in-ear đó. Và lúc đấy thì mình cũng ngớ người ra và mình nghĩ rằng là chắc là có khá nhiều bạn cũng đã nghe đâu đấy được là headphone sẽ nghe hay hơn tai nghe in-ear, và có nhiều bạn là sẽ nhầm tưởng như vậy và bê sang áp dụng trong cái trường hợp này. Thì theo cái kinh nghiệm đúng không? Những gì mình được trải nghiệm, những gì mình tổng hợp được trong suốt thời gian vừa qua, thì cái việc mà anh em nghe đâu đấy là headphone nghe hay hơn tai nghe in-ear vì một vài cái lý do, ví dụ như headphone thì sẽ sử dụng driver lớn hơn này, có cái cách âm nó tốt hơn này, driver lớn hơn thì sẽ giúp tái tạo các dải âm một cách thuận tiện, dễ dàng hơn, đặc biệt là dải trầm này. Thì mình tin rằng là anh em đã nghe hoặc là đọc được đâu đó cái điều đấy. Thế nhưng mà cái điều đấy theo mình thấy, nếu nó có xảy ra, nếu nó có đúng ấy, thì nó sẽ thường đúng với headphone có dây và ở cái phân khúc mà nó từ trung cấp của có dây lên cao cấp hoặc là lên rất cao cấp. Và khi mà họ so như vậy, mình thấy là thường họ sẽ quên việc cộng cái tiền, cái bộ đồ kéo và cái headphone có dây đấy các bạn. Đó. Thì mình thấy thường là nếu nó đúng, nó sẽ xảy ra trong trường hợp có dây và ở phân khúc cao như vậy và kèm theo một cái bộ đồ kéo nó cũng không rẻ một chút nào. Đó. Thế còn quay trở lại với hệ Bluetooth thì nhất là cái hệ Bluetooth giá cực rẻ ở đây, thì cái điều đấy là rất khó xảy ra các bạn, và với cái trải nghiệm của mình là nó hoàn toàn chưa xảy ra các bạn. Để mà xét về mặt in-ear, đoạn True Wireless mà tầm giá này dưới 1 triệu các bạn có rất là đa dạng, rất là vô vàn sự lựa chọn luôn. Các hãng họ ra in-ear rất là nhiều, rất là liên tục. Thế còn headphone các bạn quan sát mà xem, từ năm ngoái đến năm nay đếm đâu đấy được chỉ khoảng độ 4-5 mã nổi thôi, và nó cứ nổi suốt như vậy. Đến khi mà ra được một thằng nó thực sự nhỉnh hơn những thằng còn lại thì thằng đấy lại nổi tiếp và những thằng trước lại chìm. Thế còn in-ear các bạn có cực kỳ nhiều sự lựa chọn. Chưa kể đến đúng không? Những chiếc in-ear mà năm ngoái các hãng họ ra nhiều đúng không? Ra ở phân khúc 1 triệu rưỡi đến sắp xỉ 2 triệu. Sang năm sau nó giảm xuống dưới 1 triệu, các bạn lại có thêm rất là nhiều sự lựa chọn ở phân khúc dưới 1 triệu như vậy. Đó. Thì quay trở lại là với anh em hệ True Wireless nhá, hệ Bluetooth nhá, thì theo cái ý kiến chủ quan của mình là các bạn nên ưu tiên lựa chọn một chiếc tai nghe in-ear mà nó đáp ứng nhu cầu của các bạn trước về mặt chất âm, nó phù hợp với cảm giác đeo của bạn trước. Cái chiếc tai nghe in-ear thì nó có tính cơ động cao này, cái trải nghiệm về chất âm trên cùng tầm giá mình thấy nó đều nhỉnh hơn, thậm chí là hơn rất nhiều những chiếc headphone cùng tầm giá phân khúc giá rẻ như này. Đó. Và nó thuận tiện để các bạn mang đi mang lại, nó sử dụng được trong rất là nhiều bối cảnh khác nhau. Thế còn cái headphone này thì nó bị hạn chế khá là nhiều bởi về mặt kích thước, trọng lượng này, môi trường sử dụng này, rồi thì cái độ thoải mái nữa, nhất là vào mùa hè, mùa nóng thì nó cũng bị hạn chế sử dụng đi rất là nhiều ạ. Thì đó là cái trải nghiệm, cái thông tin ngoài lề, hy vọng là đại ý là nếu như anh em định so chiếc in-ear mà cùng tầm giá dưới 1 triệu thì nó sẽ đều mang lại cái trải nghiệm về âm thanh nó tốt hơn hẳn những chiếc headphone tầm giá rẻ như này các bạn nhé. Các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được một cái ứng cử viên in-ear mà tốt hơn mấy cái headphone này về mặt chất âm đó. Thế còn các khoản khác về mặt trải nghiệm đeo hay gì đấy thì nó phải tùy từng trường hợp sử dụng cụ thể, thì mỗi cái nó sẽ có ưu nhược điểm riêng vậy. Ví dụ anh em nào mà lúc nào cũng phòng điều hòa mát lạnh thì các bạn đeo headphone, hoặc là vào mùa đông ấy, đeo headphone phải nói là sướng không muốn bỏ xuống luôn đó, ấm áp rất là sướng đó. Lúc đấy thì in-ear lại không làm được đúng không? In-ear vào mùa đông mình thường cất, nhưng mà headphone vào mùa đông thì vào mùa hè mình thường cất, nhưng vào mùa đông thì đeo không muốn gỡ xuống luôn đó. Ok, quay trở lại với trải nghiệm âm thanh. Chiếc hai tuôn mắc 5C của anh em không biết khi đập hộp ra nó như nào, nhưng khi mình đập hộp ra ấy, thì cái chất âm của nó rất là ối giời ơi luôn. Và lập tức mình phải tải app xem là cụ thể nó đang hoạt động ở cái chế độ gì mà chất âm của nó ối giời ơi như vậy. Thì lúc mà mình mới mở hộp ra thì cái chất âm của nó, không biết là anh em nào đã thử như vậy chưa, các bạn có một cái dàn loa 2.1 mà có một cái cục sắp riêng ấy, thì các bạn ở trong một cái phòng nhỏ, các bạn đã bao giờ thử vận mắc cái dải bay của cái sắp lên chưa? Thì lúc đấy là nó cho ra một cái dải âm mà trong một cái phòng hẹp mà nó sẽ ầm 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 bay nó kiểu như vậy. Thì chiếc mắc 5C khi mình vừa mở hộp ra là nó y như vậy các bạn. Thì mình mới lập tức là tìm app để tải thì mình sẽ tìm lên trang chủ của Ugreen các bạn nhé, và mình sẽ tải cái app tên là Ugreen Home các bạn. Và sau đấy thì mình đã kết nối được với chiếc tai nghe này, và mình nhận ra là cái EQ mặc định của nó khi mà mới mở tai nghe lên, không hiểu sao nó lại ở cái dải bass các bạn, nó ở vị trí như này lúc mà mình check trên app đó.
nó cho một cái chất âm rất là ối giời ơi như vậy. Và ngay sau khi mà tải được app thì mình đã lập tức phải vào mục EQ để xem lại xem là vấn đề nó ở đâu. Đó. Tiếp đến thì ở đây mục EQ này nó sẽ không có chỉnh tay các bạn nhé. Đây là một cái điểm hạn chế của Uri. Đó. Hy vọng là trong tương lai họ có thể update app hoặc là update tai nghe để chúng ta có thêm cái phần chỉnh tay. Nói về mặt chất âm là mặc định lúc đầu của mình nó như vậy. Nó ở mục bay này. Cái mục bay này thì kiểu bay của nó rất là nhiều, nó rất là ầm 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 ầm. Nó không sâu nhưng nó lại rất là ầm 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 ĩ luôn. Kiểu vang 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 nữa. Trong tất cả các EQ này thực ra nó có rất là nhiều hạn chế các bạn. Thì mình nhận ra là có cái classic, classical này là hai cái EQ mà mình nghĩ là sẽ làm cho chất âm của Mark 5C gọi là khá nhất trong tất cả cái đống EQ này. Mỗi cái này thì nó đều có cái sự thay đổi theo một cái hướng khá là tiêu cực. Nhưng classic, classical thì nó sẽ cho các bạn một cái giải âm cơ bản, nó sẽ vẫn là V-shape nhưng giải bay của nó được tiết chế lại hơn. Giải mid thì nó vẫn lùi nhưng nó khá là ok, nó không bị biến dạng móp méo nhiều. Và trap của con này nó theo V-shape nên trap của nó sẽ hơi nhiều về lượng một chút. Thì mình chỉ nghe hai cái EQ này thôi các bạn, thực sự là như vậy. Chuyển sang các cái EQ này thì cái giải bay của nó tệ đi khá là nhiều, nó không được kiểm soát, thậm chí là chuyển sang trap này thì nó khá là chói. Đó. Thì anh em nào mà sử dụng chiếc Mark 5C này, các bạn hãy tải ngay app và thử hai cái EQ này nhá. Mình tin rằng sẽ có ít anh em nghe được các cái EQ còn lại lắm. Và mình thấy rằng cái việc mà nó không có chỉnh tay là một cái điểm hạn chế khá là lớn. Hy vọng là trong tương lai chúng ta có thể chỉnh tay được để có thể cho ra share nhau những cái EQ, vì mình thấy khá nhiều anh em là mua và sử dụng chiếc Mark 5C này rồi. Ok, đó là hai cái EQ này, mình thấy nó nghe hay nhất và dễ nghe nhất. Nó vẫn là V-shape nhưng nó khá là dễ nghe và lúc đấy thì chất âm của nó khá là ổn. Tiếp đến về mặt, đây là Bluetooth các bạn nhé. Về mặt cắm dây, khi mà cắm dây vào các bạn chỉnh EQ, ví dụ mình có test, mình để treble hoặc mình để bass, khi cắm dây vào thì nó không liên quan gì đến cái EQ các bạn chỉnh trên app nữa các bạn. Lúc cắm dây vào nó chỉ có một kiểu chất âm thôi. Và khi mà các bạn cắm dây, nó sẽ kết nối bằng dây C2C và nó sẽ nhận tín hiệu digital vào đây các bạn nhé. Lúc đấy thì tín hiệu digital sẽ vào chiếc tai nghe này và được giải mã bằng DAC của nó đấy, được khuếch đại bằng arm của nó, nên là nó sẽ có ưu điểm là chất âm của nó sẽ không bị thay đổi nhiều khi mà các bạn cắm các nguồn phát khác nhau. Không bị thay đổi nhiều rồi nhá, nhưng mà vẫn bị thay đổi tùy theo từng nguồn phát các bạn cắm vào. Đó. Cơ bản là tín hiệu digital sẽ vẫn được xử lý trên đây. Đó. Thay vì Bluetooth thì tín hiệu digital được gửi qua sóng Bluetooth và giải mã trên đây, rồi khuếch đại trên đây. Thì cắm dây thì tín hiệu digital sẽ đi qua đường dây và vẫn được giải mã qua đây và khuếch đại qua đây. Đó. Thì khi mà cắm dây thì cái chất âm của nó khá là giống với cả classical hoặc là classic, hai cái này nó khá là giống nhau. Nó khác nhau về mặt âm lượng thôi cũng nữa các bạn. Chỉnh hai cái EQ này cái mức âm lượng cho ra là khác nhau nhá. Classic này cho ra âm lượng lớn hơn hẳn classical. Đó. Đấy cũng là một cái điểm mà mình thấy là điểm mà có thể coi là ngáo nhỉ. Tại vì chỉnh EQ thôi mà sao lại âm lượng nó lại khác nhau như vậy. Đó. Thì khi mà cắm dây thì chúng ta sẽ có cái chất âm của nó khá là giống với việc các bạn sử dụng Bluetooth và sử dụng classic hoặc classical các bạn nhé. Lúc đấy mà các bạn ví dụ đang chỉnh treble này hoặc là bass ở trên app điện thoại như này mà các bạn cắm dây vào thì cái EQ đó nó không hoạt động trong mode cắm dây. Đó. Cắm dây vào gần như là các bạn chỉ có một cái kiểu chất âm như vậy thôi. Nhưng mà rất may là nó khá là dễ nghe, nó không bị như kiểu cắm dây vào mà mặc định giống là bát bốt như này thì thôi là nghỉ hẳn. Đó. Ok, khi cắm dây vào như vậy thì các bạn cũng có thể sử dụng mic của tai nghe luôn các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái điểm cộng và mình có test với Windows, nó nhận mic hoàn toàn bình thường. Đó. Ok, đó là về trải nghiệm chất âm. Thì so sánh với hai chiếc tai nghe này thì nó như nào? Chiếc Q20i này mình thấy là nó có trải nghiệm tốt hơn về mặt chất âm. Thứ nhất là âm của nó vẫn theo hướng V-shape nhưng mà nó sẽ có cái trường âm nó rộng hơn một chút và cái độ chi tiết của nó tốt hơn. Giải bass của nó đánh khá là gọn gàng nhé, nó không bị kiểu kéo đuôi và ầm ầm như là Mark 5C. Tiếp đến thì sang VKH700RB này nó sẽ có cái giải bay mà nó ít hơn về lượng so với Q20i. Nó có giải mid và giải treble nó sáng hơn và trường âm nó còn nhỉnh hơn một chút nữa. Thế nhưng mà xét về mặt, nếu như các bạn nghe AB test 3 chiếc mà khi mà chỉnh EQ xong thì Q20i sẽ nhỉnh hơn một chút về mặt chất âm. Thế nhưng mà quay trở lại với tổng thể về mặt chất lượng build thì phải nói là Mark 5C này có chất lượng build rất là ấn tượng luôn.
có vẻ như là nó ra sau và đợt gần đây nó hưởng mấy đợt sale lớn hay sao, anh em có thể mua được với mức giá rất tốt so với một cái chất lượng build như này đó. Quay trở lại với build đi, thì mình sẽ so cho các bạn về mặt trải nghiệm đeo nhé. Chiếc Q20i này nó sẽ có nhược điểm là cái phần ear cup của nó nông nhất các bạn, và cái pad của nó cũng là kiểu như mỏng nhất đó. Thì bên Urin này phải nói là nó có một cái pad rất là dày, rất là mỏng, rất là êm luôn. Đây. Đây, nó dày hơn hẳn như này các bạn nhé, dày mỏng và lòng bên trong này cũng sâu nữa, nên là anh em nào mà kiểu đầu to, tai dày mà các bạn ưu tiên cảm giác đeo đúng không, chắc đâm sau khi EQ lại thì nghe vẫn khá là ổn. Nói chung với headphone tầm này thì chê cũng không chê được nhiều, nhưng mà EQ lại nghe vẫn khá là ổn. Thì con này lại cho trải nghiệm đeo khá là vượt trội, tại vì pad dày mỏng sướng các bạn, êm, lòng cắp sâu. Thế còn sang Edivir này chúng ta sẽ có lòng cắp sâu hơn Q20i, thế nhưng mà cái pad nó sẽ không dày và mỏng bằng này, và các cái chi tiết khác của nó cũng thuộc phân khúc rẻ tiền hơn các bạn, nên là nó không được xịn mịn như Urin. Con này nó ra từ năm ngoái rồi. Đó. Các cái nút này Urin làm rất là tuyệt vời luôn, đẹp các bạn, mà rất là nhanh để làm quen. Đấy. Còn sang Q20i này các cái nút nhìn nó rất là cơ bản, ở mức hoàn thiện tốt thôi, bên này có thể khen là hoàn thiện đẹp luôn các bạn. Đó, nhìn này, lỗ mic này, cắp này, đẹp mà, chất nhựa cũng đẹp luôn, hoàn thiện cũng ok luôn. Đó. Thì Urin này mình đánh giá là nó hơn hẳn hai con này về mặt hoàn thiện, nhìn nó xịn mịn hơn, nhìn nó rất giống với Sony XM5, thậm chí là mình còn thích cái phần headband này hơn con XM5. Con XM5 nó bọc cái lớp da tổng hợp nhé. Thế là mình so về cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, nó bọc cái da vòng tròn luôn, đây cầm cảm giác nó cứ sộc xà sộc sạch. Con này nó còn, mình thích cái khung dạng cổ điển này hơn. Đó. Cắp giống mà, ông này thì nhìn như Sennheiser, ông này thì nhìn như Sony các bạn. Ok, quay trở lại với chất âm, chúng ta đã so sánh như vậy thì quay trở lại với app. Nhắc về trải nghiệm app thì app của Urin nhá, nó clone lại khá là giống với app của bọn Oppo các bạn, Oppo với OnePlus, cái giao diện app của nó rất là giống luôn. Thì trong app của ba con này mình đánh giá là app của Urin với cả Anker thì nó sẽ nhỉnh hơn ở điểm là các bạn có thể custom EQ, và con Q20i này thì nó lại đáp ứng rất là tốt với EQ. Thế tuy nhiên nhược điểm của nó là nó sẽ không phù hợp lắm với anh em nào tai to tai dày đúng không ạ, anh em nào mà thích cái cắp sâu pad dày mỏng đúng không ạ, thì sẽ là nhược điểm của Q20i. Quay trở lại với app thì app của hai ông này mình thấy là hoạt động ngon lành, trơn tru hơn là app của ông Edifier này. Edifier này app mình thấy anh em hay phản hồi trên nhóm là khá là ngáo, đang dùng bình thường tự nhiên một ngày đẹp trời mãi chẳng vào được app. Thì giao diện app của Mac 5C này chúng ta sẽ có điều chỉnh chống ồn này, và chống ồn thì các bạn có một cái nút riêng ở đây để các bạn có thể điều chỉnh nhanh nhé. Chống ồn thì các bạn có 4 mức nhé. Đó, các bạn có thể để nó tự động thích ứng theo môi trường này, tuy nhiên thì mình thường để ultra, và ở mức này ấy, chống ồn của Urin khá nó nhỉnh hơn hai con này luôn các bạn, nó hiệu quả hơn khá là rõ ràng, và trải nghiệm chống ồn trên headphone cũng là một cái điểm lợi thế so với in-ear, vì gần như tất cả các headphone có chống ồn ấy, mình thường sử dụng chống ồn 100%, không bao giờ mình tắt chống ồn luôn. Và cái trải nghiệm chống ồn của headphone này thì nó cho mình trải nghiệm khá là thoải mái, không bị áp lực trên tai, nó không bị nhiều như là in-ear. Đây cũng là một cái điểm cân nhắc về trải nghiệm đeo và trải nghiệm sử dụng chống ồn chủ động trên headphone cũng như in-ear để anh em có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá là anh em nên lựa chọn in-ear phù hợp với nhu cầu, phù hợp với gu chất âm trước, sau đó muốn mua thêm earbud open ear hay là headphone thì chúng ta lại căn cứ thêm điều kiện sử dụng để có thể mua thêm. Đó. EQ mình sẽ chỉnh về Classic. Classic này âm lượng lớn hơn Classical rõ luôn, cỡ phải 20%. Gaming mode, cái này mình không chơi game trên máy tính với điện thoại nên là mình cũng không test cái phần này, nhưng mà nó không có thông số cụ thể là về độ trễ nhỉ. Đó. Thì anh em nào chơi game các bạn có thể bật cái phần này lên. Tuy nhiên bật cái phần game mode lên thì sẽ phải tắt LDAC các bạn nhé. Và bật kết nối hai thiết bị các bạn cũng cần phải tắt LDAC. Spatial sound. Cái này nó là giả lập âm thanh không gian và mình sử dụng nó đúng vài lần để test thôi.
Chứ cái chất âm của nó thì đúng như kiểu mình mô tả cho anh em về mặt bass boost ấy. Là cái này nó sẽ cho ra một cái chất âm mà nó khá là ồm 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 ồm, và nó cảm giác như các bạn sẽ không thể cảm giác rõ được không gian đâu. Âm thanh nhất là dải bass của nó thường nhé. Spatial sound này mình sẽ thấy là các hãng họ sẽ tiết chế dải bass lại và kéo làm sao cho dải cao với dải trung nó rõ ràng hơn ấy, để các bạn có thể cảm nhận được cái vị trí âm thanh một cách rõ ràng hơn. Nhưng khi bật cái này trên Mac 5C thì nó khá là hạn chế. Các bạn sẽ nghe âm của nó sẽ bị trộn lẫn hết vào nhau và nó khá là ồm 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 ồm. Thậm chí là bật để nghe chuyện nó cũng không phù hợp luôn. Vì ngày xưa mình cũng thường sử dụng tính năng này để nghe chuyện trên YouTube để cho cái âm nó rộng rãi hơn, không bị bí ấy. Thì bật trên con Mac 5C này mình thấy là nó cũng không tốt luôn. Nên là anh em sử dụng con Mac 5C này, mình nghĩ là phần lớn anh em sẽ chỉ nghe được classic hoặc classical và hy vọng là sớm sẽ có EQ chỉnh tay. Duolink sẽ giúp các bạn kết nối hai thiết bị đồng thời nhé. Đó, hai Red Audio này anh em sẽ bật lên và có thể kết nối được LDAC với các máy hỗ trợ. Đến đây thì mình cũng xin lưu ý với anh em là iPhone thì không có LDAC các bạn nhé. Đấy là lỗi của iPhone, không phải là lỗi của tai nghe. Tiếp đến thì tắt Control, điều khiển cảm ứng các bạn sẽ chỉ có một nút duy nhất là nút ANC này. Đó, nó ở vị trí dưới cùng này luôn. Đó, thì anh em có thể tùy biến nhưng mà nó không có nhiều tùy biến đâu. Đây là tất cả những gì mà các bạn có thể tùy biến được. Đó, thì các bạn có thể không dùng một nhấn hai nhấn để bật game mode hoặc là bật chuyển qua lại giữa các chế độ chống ồn xuyên âm. Khi các bạn cắm dây nhé, các bạn phải cài trước cái nút này để có thể sử dụng chống ồn xuyên âm được, tại vì trên máy tính nó không có app này. Trên đấy thì các bạn không chỉnh EQ được, mặc định nó sẽ giống như là classic nhiều hơn. Đó, chất âm của nó như vậy. Và các bạn sẽ chỉnh chống ồn xuyên âm thông qua cái nút này. Đó. Tiếp đến phần More này. Đổi tên thì anh em không nên đổi tên nhá. Nhiều tai nghe đổi tên xong không kết nối lại được với app. Anh em phải reset. Update thì từ lúc về mình chưa thấy có update gì cả. Đúng không? Ok, đó là chia sẻ của mình về trải nghiệm âm thanh. Về mặt mic, anh em cắm vào hoặc là kết nối hoặc là cắm dây vào điện thoại hay máy tính nó đều nhận luôn, khá là ngon lành. Mic con này thì mình đánh giá là thứ ra nó bắt giọng rất là tự nhiên nhá, nhưng mà cái độ lợi gain của mic ấy, nó không cao. Đấy, nên là mình nói như này thì khi mà mình nghe lại cảm giác nó sẽ hơi bị nhỏ hơn một chút, nhưng mà về phần giọng là khá là tự nhiên. Tiện đây thì mình sẽ thử xem mình có thể tháo pad của con này được hay không. Nhiều anh em chưa mua đã lo sợ bị hỏng pad. Những cái pad này anh em sử dụng thường xuyên, mình thấy là những cái tai nghe, đặc biệt thực ra tai nghe nào cũng vậy, các bạn sử dụng thường xuyên thì nó ít khi bị hỏng lắm. Trừ khi anh em cất vào đâu đấy thật quá lâu ấy thì nó mới bị mủn thôi. Chứ dùng thường xuyên, các bạn vệ sinh thường xuyên. Ôi giời, con này có vẻ rất là cứng. Với cả nó cũng mới ra mà mới được mấy tháng nên là mình cũng chưa tìm thấy chỗ nào bán lẻ cái pad. Như các bạn có thể thấy cái cơ cấu mở pad của nó thì vẫn rất là giống với cả cái Editeer hoặc là của Anker đấy. Thì nếu như sau này lượng người dùng đông lên ấy, các bạn mà thấy trên Shopee, Lazada hoặc là Ali hoặc chỗ nào đấy anh em thấy là nó bán lẻ cái pad thì anh em có thể mua về thay. Nó dạng module như này, hoặc thậm chí là bí nữa nhá, thì các bạn có thể gửi cái phần này đi đến các thợ, người ta sẽ chọn cái phù hợp, xong người ta sẽ bọc, người ta sẽ dính vào cái khung nhựa này để các bạn lắp vào. Điều đó là hoàn toàn là khả thi nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử bung nội thất nhỉ. Tại tháo ra mấy con headphone này dễ lắm, chỉ nghi ngại nhất là cái pad, nếu mà không tháo ra được ấy, thì khó thôi, chứ tháo được pad ra như này thì cho anh em xem nội thất luôn. Đó, thật ra con này build rất ngon luôn nhá. Build có thể nói là vượt trội trong tầm 500.000. Đó. Chỉ băn khoăn mỗi là chất âm thì nó sẽ hơi đuối hơn con Q20i với gu nghe của mình, và khi mà hy vọng là sẽ sớm có EQ các bạn. Tại vì thực ra rất là hiếm khi có một cái con tai nghe mà build nó ấn tượng như này ở tầm giá rẻ. Ngày xưa có một cái con mình thấy anh em hỏi rất là nhiều, mình cũng đã từng mua nó. Đấy là con Baseus H1 à.
con đấy build rất đẹp, nhìn rất sang xịn mịn luôn các bạn. Thế nhưng nó có một cái nhược điểm là cái ear cup của nó ấy, cái ear cup của nó không xoay mở một cách linh động được, nên trải nghiệm đeo rất là sida. Và cái giải bay của con đấy rất sida luôn. Nên là mình có mua xong rồi mình không quay video, mình tắt lại cho một bạn trong nhóm. Mình vẫn nhớ là mình tắt lại cho bạn ấy 400.000. Xong rồi bạn đấy dùng đâu đấy là hơn một tháng bạn ấy bị hỏng. Có cái tôi biết của mình đó. Bạn ấy bị hỏng xong đó thì bạn ấy có nhắn cho mình hỏi chỗ sửa. Thì mình cũng chẳng biết ở đâu sửa, thế là mình back lại cho bạn 200k. Hoàng thật sự đúng là con tai nghe đấy. Ok, mình sẽ tháo cái bên mà chứa bo mạch chủ các bạn nha. Nói chung là cũng lâu lâu rồi mới có một con headphone khiến mình hào hứng như này. Nhưng mà vẫn còn khá là nhiều nhược điểm và hạn chế. Nhiều ưu điểm nhưng mà cũng có khá nhiều nhược điểm. Mà may năm nay Urin nó phát triển app đấy chứ. Uầy, nhìn được mà. Chứ tai nghe Urin năm ngoái năm kia thì chưa có app các bạn. Ở cái khoang này các bạn sẽ có một cái khoang driver, họ sẽ làm kín các bạn nhé. Tai nghe headphone chống ồn chủ động nào nó cũng như vậy. Và tiện đây thì cũng xin nhắc lại với anh em là một cái trải nghiệm xương máu. Đấy là anh em nào, các anh em sử dụng headphone nói chung, nhất là headphone có chống ồn chủ động, anh em đừng thấy cái pad này nó căng mọng quá. Ngày xưa mình rất là hay quen tay cầm mà, đang bỏ xuống mà, cầm trên tay chưa biết để vào đâu này, mình hay úp tay vào đây xong rồi mình ấn nó vào. Đó. Anh em ấn như này thì sướng, nhưng ấn như này mà ấn một phát nhanh mạnh vào, cái khoang này nó kín nhá, hơi không thoát được đi đâu. Các bạn ấn như vậy, cái màng driver này có thể bị xẹp xuống, biến dạng và không phục hồi được nhá. Ngày xưa mình đã bị với con Edifier VKHC500 gì đấy, một con on-ear. Và mình đã bị như vậy nên là từ đấy mình chừa luôn. Rất là may bị trên một con tai nghe giá rẻ nên là còn rút được kinh nghiệm kịp thời. Chứ mà bị trên mấy con đắt thì thôi khóc. Ấn như thế thì cảm giác rất là phê, rất là sướng. Nhưng mà cái driver nó sẽ bị chịu cái không khí nó dồn vào rất là mạnh luôn. Vì không khí bên trong này nó kín, nó không đi đâu được các bạn. Viên pin nó ở tận bên này. Uầy, build tín các bạn. Các bạn nhìn nhá, PCB của nó sẽ làm đen này. Cái khung xoay này của nó là bằng kim loại nhá, giống như mình test cho các bạn này. Khung xoay này, viên pin của nó này, có tên brand đàng hoàng này. Chúng ta sẽ có viên pin Red Capacity là 600mAh nhá. Đúng, rất là nhiều headphone khác viên pin này nó không có nhãn mác gì luôn, nó chỉ in thông số mAh lên thôi. Tiếp đến ở bên này chúng ta sẽ xem một lượt bo mạch. Ở đây có một con chip có mã QR, mình sẽ thử bóc nó đi. Nói chung con này đang hot nên là mình không biết là mình đăng video này sẽ có bị trùng với kênh công nghệ nào đấy lớn lớn họ đăng hay không. Thế nhưng mà đợt trước mình đăng cái gì trùng nó bị chửi toang bãi. Tuy nhiên thì các kênh booking thường họ sẽ không mang sản phẩm khác ra so cho anh em xem đâu. Tất nhiên là những cái sản phẩm này thì mình sẽ tiếp tục giữ nó lại, tiếp tục sử dụng thêm. Nên là anh em nào cần mình test thêm phần gì mà chẳng may mình còn thiếu trong video này, các bạn hãy comment bên dưới mình sẽ test để trả lời cho các bạn. Chip của nó ở đây là chip đến từ Zeri các bạn nha. Chúng ta sẽ có mẫu này. Mình sẽ zoom lên, máy hơi zoom. Đó. Thực ra không phải cứ chip Zeri là lỏng đâu các bạn nhé.
chip Jerry lỏng thì mới lỏng. Thế còn chip Jerry không phải con nào cũng lỏng. Đó. Thì anh em có thể tra mã này. Cái mã này nó còn hỗ trợ hai red với LDAC các kiểu thì mình nghĩ là nó không thuộc phân khúc giá rẻ như kiểu mấy con hổ vằn Jerry 200k đâu. Anh em sẽ nhìn thấy cái mã chip anh em tra là cái thứ nhất này. Cái thứ hai, cách các bạn dễ nhận biết nhất con chip có lỏng hay không ấy. Các bạn nhìn cái số chân của nó sẽ biết được phần nào nhá. Các bạn sẽ phán đoán được phần nào. Những con chip mà Jerry lỏng ấy, nó có 16 chân thôi. Đó. Mỗi cạnh của nó có 4 chân hoặc 5 chân. Đó. Thì những con này, những con mà càng nhiều chân, anh em thấy chân nó chi chít ấy, thì nó cũng sẽ là một cái điểm các bạn nhận biết ban đầu nhá. Ngoài ra các bạn cần tra mã để xem cái function của nó hỗ trợ những gì. Mặt bên dưới này chúng ta không có gì nữa các bạn. Cổng sạc của các bạn thì sẽ có cổng Type-C được chân làm xuyên PCB này. Bên cạnh này khả năng sẽ là con VCC-GND-NTC á. Đây là con IC sạc pin này. Đây. 3221 anh em tra mã thì sẽ ra chức năng của nó nhé. Nhưng mà đặt ở vị trí này khả năng là IC sạc pin. Bên cạnh này các bạn sẽ có con IC Bluetooth game MCU này. Nó phụ trách tất cả các chức năng luôn. Vì bây giờ nó toàn sử dụng chip all-in-one như vậy. Thạch canh dao động này, anten của nó ở đây này. Đó. Các bạn có kết nối Bluetooth đi nữa thì nó cũng kết nối vào con chip này. Nó sẽ được tín hiệu digital sẽ được nhận ở đây, giải mã ở đây. Và sẽ được đưa ra loa. Chắc là sẽ qua một vài cái con IC đệm nào đấy rồi mới ra loa. Tiếp đến các cái nút nhấn này. Các cái nút nhấn của chúng ta thì cũng là nút nhấn nhìn khá là xịn các bạn nhé. Nó sẽ được có khung kim loại và được chân hàn xuyên PCB này. Đó. Anh em sẽ đảm bảo được về cái độ bền đúng không? Anh em nào ăn chắc mặc bền dùng đồ của Urin khá là hợp đấy. Tiếp đến này. Các cái mối hàn ở đây các bạn có thể thấy cái độ cái mối hàn của nó cũng được dán keo cố định. Tiếp đến thì mình sẽ mở tiếp hai cái headphone này vì ngày xưa thì mình lười chưa mở. Giờ mở cho anh em xem luôn một thẻ. Thì cái video này là video so sánh thì đúng hơn. Nhưng phải nói là gần đây con Max 5C sale khá là hủy diệt và với mức giá loanh quanh 500 cành thì chắc là nó vẫn là một cái sự lựa chọn tín chỉ cá nhân mình thấy. Chứ rồi, lẫn hết ốc của nó vào nhau rồi. À đâu, may mới tháo một con các bạn. Ốc của Editor này sẽ là màu trắng nha. Uầy, ốc cứng đấy. Đó. Nhanh để đi ngủ nha. Để đây mai lắp lại thử thách. Đợt trước mình còn mua con hai tuner S3. Thực ra lúc mình mua con S3 mình đã sử dụng khá nhiều open ear đắt hơn. Thế nhưng mà mình vẫn khá là recommend cho anh em con hai tuner Mark 3 nếu như các bạn muốn trải nghiệm open ear dạng đeo kiểu sea bridge đúng không ạ? Cầu sea. Các bạn nên mua nó để bắt đầu xem là cái dạng đeo đấy có phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của các bạn không. Thế còn nếu như các bạn có còn nếu như các bạn có gần 3 triệu, cụ thể là 2 triệu 7, gần đây săn sale con gì nhỉ? Con Huawei FreeBuds, FreeClip 2 triệu 7. Mình vẫn đang rất hạnh phúc với nó. Nên là anh em nào muốn sử dụng Open Ear, các bạn có thể thử một con như của Urin. Sau đây nếu hợp với nhu cầu, các bạn có thể end game luôn. Với con Huawei kia nó quá tuyệt vời. Với mức giá mình mua được, lúc mình mua cũng là 2 triệu 7. Và mình đã trả góp nó xong rồi. Pad của mấy ông này đều tháo được nhá, dạng module như nhau, chỉ có điều là không thấy bán rộng rãi và anh em nên giữ gìn vệ sinh kỹ này, bảo quản tốt này, sử dụng thường xuyên tránh nó bị hỏng vì mình đã từng mua pad ngoài của VK820NB thì cái pad ngoài nó rất là lỏng nếu so với pad zin, anh em có thể xem lại cái video đấy. Chúng ta sẽ có driver của Edifier, sẽ là một cái driver có mạng titan các bạn nhá. Nếu về mặt lý thuyết đúng không? Thì cái driver mạng titan nó sẽ có cái giải âm cụ thể là giải chung và giải cao, nó sẽ làm tốt và
sáng hơn, đấy là về mặt lý thuyết đúng không? Thì đúng như vậy, trong ba chiếc headphone này, từ lý thuyết chúng ta suy ra ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái chất âm của con Edifier nó sẽ sáng và chi tiết hơn thật, và trường âm của nó cũng rộng hơn. Nhưng con này thì có khá nhiều điểm trừ. Thứ nhất là build của nó sẽ khá là phèn so với hai thằng còn lại. App của nó cũng khá là ngu và hay dở trứng. Nhưng đấy là với, chắc là mình nghĩ là với các bạn chưa có kinh nghiệm lắm. Chứ còn mình thì khá là thường xuyên gặp những trường hợp như thế rồi, nên là mình thường khắc phục được khá nhanh. Mình không bị khó chịu quá với những trường hợp như vậy. Mà thực ra mình rất ít bị lỗi nha, không hiểu tại sao anh em hay bị những cái lỗi kiểu linh tinh như vậy. À, ở đây chúng ta lại có thêm một cái điểm này. À, cái thằng Edifier này ở bên trên này nó còn một lớp lưới này. Thế còn hai cái ông kia thì các bạn có thể sờ được luôn vào driver nha. Tháo được hai bên chưa? Ui, đây. Bên này chúng ta cũng có viên pin này. Viên pin đến từ brand nào đây? VKL, pin là 500 đúng không? Urin chúng ta sẽ có pin 600 các bạn nhé. Nó còn có cả sạc nhanh 5 phút sử dụng mấy tiếng gì đấy. Nhưng mà chức năng đấy mình không quan tâm lắm, tại vì headphone ấy, pin nó rất trâu. Và mình cũng khá là thường xuyên, mình chỉ sử dụng trong nhà là chủ yếu thôi. Mình không mang nó đi ra ngoài bao giờ. Đó. Tiếp đến về phần khoang driver, các bạn cũng có khoang kín nhé. Con headphone nào mà có chống ổn chủ động nó đều như vậy. Bên này ống hàn dây xong không đổ keo này. Đó. Hàn dây xong không đổ keo giống như là ống kia. Thế còn về mặt chân tai xi cũng được hàn xuyên PCB này. Nút nhấn cũng là nút có khung kim loại. Để mở lên xem là có hàn xuyên PCB hay không. Nhưng cái này gọi là bới lông tìm vết, gọi là so sánh chi tiết thôi. Chứ còn mình cũng thấy hiếm khi anh em bị hỏng mấy cái này lắm. Hoặc là quẳng chip chết hẳn thôi. Chứ hiếm khi thấy hỏng những cái lặt vặt nhỏ nhỏ này. Ô, con ốc này làm sao nhỉ? Nó dính chặt vào tua vít luôn mà. Cái mình đang sử dụng cái đầu tua vít khá là nhọn. Video dài nhỉ? Cái này lúc nãy mình mở hộp là xem lại hết bao nhiêu phút. Ông này thì cái khớp quay cũng có một chút bằng kim loại nha. Con Wolverine làm thế kia nhưng mà xoay mở nó rất là linh hoạt, nó không bị như là con Bassius H1 ngày xưa mình test, con đấy đeo rất là thốn. Con H1 ông nào phải đầu thật to đeo mới được. Đầu cỡ trung trung như mình, đầu mình cũng không thuộc diện nhỏ đâu nhưng mà... đứt dây mà để mất công hàn lại. Chỗ này còn gì mà lại... còn gì mà chưa ra. Kỳ cục ghê. Nó có đứt cái gì không đây? Hay là đổ keo đây? Rồi, dính keo các bạn. Bên trên này thì nó sẽ không có gì nữa đâu. Anh em ở đây, ui, đứt mẹ một giây rồi. Chỗ này là... để xem nào. Mic các bạn. Đúng không nhỉ? Đứt một giây này lại mình sẽ... lát mình sẽ hàn lại. Con chip này là con chip đến từ BES các bạn nha. Một brand chip khá là nổi. BES thì cá nhân mình nhá, luôn có niềm tin vào cái sự ổn định của cái bọn chip này. BES2600 gì đây? IUC.
Ô bên dưới này, đây có ký hiệu. Bên dưới này trông giống hai con IC khuếch đại lắm này. À không giống, hai con mã khác nhau. Anh em có thể tra nhé. Ở vị trí này thì khả năng, ủa mà cái dây này là dây gì? Mình cứ tưởng nó là dây loa, nhưng mà nó chạy vòng 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 sang đây, hình như là nó vòng sang cái mic này. Đó. Ok, hàn lại một dây đấy là được. Đấy, tự nhiên tai nghe line new mà thành tai nghe đã qua sửa chữa các bạn. Cộng 5V này. Khả năng vị trí này thì nó sẽ là IC sạc pin các bạn. Thì nó có mã ở đây nhá. Đêm hôm rồi nên là lười tra các bạn. Thì đây là nội thất của WH700RB. Con này thì gần đây khá là flop tại vì giá nó khá là cao, không bắt đáy được như ngày xưa. Chúng ta sẽ mần với cả Q2Bi, ông này hình như ốc là to nhất à. Ông Q2Bi này cũng được anh em tín nhiệm khá là lâu. Hôm trước có một bạn bảo đừng nghe mấy ông review, mua về đeo đau hết cả tai, chắc là tai bạn đấy kiểu dày và to hay sao. Mà mình đã nhớ là lúc mình quay con Q2Bi này mình có mang tai nghe khác ra để so rồi mà. Chết rồi. Ý, suýt thì nó rơi vào đây. Hết cả cổ. Bao giờ có tiền phải mua cái bàn làm việc nâng hạ mới được. Mình thấy mọi người dùng cái bàn đấy trông rất là mê. Mình quay video mình toàn đứng á, ngày xưa mình ngồi nhưng giờ mình thấy đứng thích hơn. Nhiều anh em hỏi cái tua vít điện này của mình lắm nhá. Mình mua trên Lazada 300.000 thế nhưng mà nó khá là lởm. Nên là anh em nào định mua thì hãy mua bộ nó xịn xịn chút, tại vì đây là những đồ mà chúng ta dùng lâu dài ấy. Các bạn có thể mua bộ của Xiaomi, săn sale nó tầm 500 gì đấy, nó tín chỉ hơn hẳn. Ok, đây là may quá chúng ta đã nhìn thấy. Đây này, đây là một trường hợp mà WL, ta nhìn quen quen, giống của thằng nào. WL này, pin là đến cùng brand các bạn nha. Nhìn bên này hơi qua loa nhỉ. Thế còn pin của ông này là pin nào? Chừng này lắp lại ốc ông nọ cắm ông kia thì thôi. Đó. Pin toàn chữ Trung Quốc. Brand nào đây nhỉ? Mình chưa nhìn thấy nó đến từ brand nào. Anh em nào tinh mắt thì Đông Quân Golden gì đây, CL Battery này. Ông này dung lượng lớn nhất đúng không? Ông này dung lượng là bao nhiêu? Ốp 600. Nó to hơn nhưng mà nó mỏng hơn. Dung lượng 600 mAh. Ông này thì là 800 mAh các bạn nha. Đó. Ở đây các bạn sẽ có module sạc pin, nó sẽ nằm bên này. Khả năng đây là con IC chọc chết. Đó. Đây là Anker SoundCore Q20i. Quay như nào cho anh em dễ thấy nhá. D nhá. Nằm vị trí này. Đó. Khả năng cao là IC sạc pin rồi. Bên này thì chúng ta có pin với cả cụm sạc pin rồi. Mic này. Tiếp đến thì bên này gần như toàn bộ linh kiện nó sẽ nằm ở đây. Các bạn cũng sẽ có nút nhấn, nó là nút nhấn trong khung kim loại và được hàn xuyên PCB này. Các cái mối hàn của nó thì cũng được đổ keo. Đó. Nhìn nó không được quy hoạch lắm nhỉ, câu hơi nhiều dây.
được đổ keo này. Chip của nó cũng đến từ BES các bạn này, 2300 đó. Bên cạnh này theo mình nhớ không nhầm nó sẽ là một con IC này, con IC LPS LP gì đây, 4722. Con này là con IC khuếch đại âm thanh các bạn nhé. Thì cơ cấu hoạt động của con A20i này thì nó sẽ tách khối ra các bạn, Q20i nhỉ, nó sẽ tách khối ra là tín hiệu digital của các bạn khi mà nhận vào con chip này này, sau khi mà được giải mã tại con chip Bluetooth này luôn, KMMCU này, nó sẽ được đẩy tín hiệu analog sang cái cụm khuếch đại này và nó sẽ khuếch đại riêng sang hai kênh này. Đó. Con này có thêm tầng khuếch đại, đó. Cho nên nó cũng khá là nội lực và có phần nhỉnh hơn hai, tôi đang nhỉnh hơn thì không đúng, về mặt gọi là gì nhỉ, âm trường thì thấy mình thấy Edifier sẽ nhỉnh hơn, thế nhưng mà chất âm của con Q20i này nó đáp ứng rất là tốt với việc điều chỉnh EQ. Bù lại thì nó sẽ có cái ear cup là nông nhất, ear pad cũng là mỏng nhất. Urine này thì các bạn sẽ có build rất là xịn mịn, không chê ở gì luôn. Chỉ có điều là hy vọng là nó sẽ sớm được cập nhật về mặt phần mềm để có thể chỉnh EQ bằng tay, thì mình nghĩ là nó sẽ khắc phục được phần lớn cái nhược điểm về mặt chất âm. Đó. Còn build thì không có gì để chê rồi. Ok, video này dài vãi trưởng rồi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hy vọng video của mình sẽ có một chút thông tin nào đấy có ích đến cho anh em nào đang quan tâm đến những chiếc headphone này. Giờ mình sẽ đi ngủ đây. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là Cuồng Tai Nghe Chu Wireless, Nghe Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau cho quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.